Nhưng mà chỉ vì kiệu rước quá hay cho nên là các bác đã bị kẹt lại, trời mưa. Chuẩn bởi đông.
người ta sinh chuồng bởi đâu, gốc là tiền tổ ăn mê sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng quê mẹ thịnh vượng, thọ trường vương anh ngày hôm nay nhân tiết ngày đành nghỉ. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con niên lễ tâm thành mà dâng lên, quân dâng lên bái nguyện tổ tiên. Con dâng lên bái quyền tổ tiên, dù đời thoái phủ hay biển gian tận, chim tung cánh ơn nhờ thiên tổ ngâm trần hoàng, trăm mỏ gian lao còn nhớ câu bách tiểu huy sao. Con nhớ câu bách tiểu huy sao, trăm khe ngàn suối vào một sông, ơn tiên tổ vun trồng cây đức thừa tinh thần, phăng vặc ngàn tu con nhớ câu ân thủy nguyện xưa. Còn nhớ câu âm thủy nguyên xưa, ngọt mà không gốc người cơ đổ vững sao. Ơn tiên tổ đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi châm oanh tuổi ngày nay nước tiếng thơ danh. Ngày hôm nay nước tiếng thơm danh nhẹ, nhờ ơn thiên tổ cho cảnh nở hoa, đức sáng gọi sân hà cầm tu đức giáng thần phú chùa bao năm nay đuốc thiên sáng soi lòng ta. Ơn dòng giữa mẹ công cha bảy chay, chim không tổ nhớ nhà không mái nhớ tổ tiên, ruột dối từng phen này hỏi rằng người ông tiên đi ngang. Hỏi rằng người ở cung tiên đàn, hay định sinh chắc gian về miền dương gian, thăm con cháu thăm làng xóm khu thăm phố phường, dòng họ gần xa có nơi ăn chốn nở trong nhà thiên hạ. Có nơi ăn chốn ở trong nhà, suy thời phù hộ thịnh đà mừng vui, con dâng văn trọn đi đủ đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phương nước, tấm lòng thành lễ bạc con kính dâng, xin giải bày mấy khúc ca văn cầu xin tiên tổ ngài lâm độ trì. Tổ tiên dòng họ là đây
nhỉ? Quên rồi. Kênh gì nhỉ anh nhỉ? Em mới đang tập kênh mới mà. Kênh mới nhưng mà đợt trước có xem rồi sao? Kênh của em là Thằng Vlog. À gì nhỉ? Ngọc Vlog à? Cũng là lễ hội đúng không anh? Vâng, ok anh. Và để em bình luận cho mọi người cách cả.
ơi, chú. Vì hơi ngon luôn. Chỗ này nhàn. Chỗ này view ngon lắm. Đứng đây nhàn. Ấy, thỉnh thoảng nó có khoảnh khắc đẹp lắm. Chúng ta đặt cái máy ở đây mà đặt thử trời. Thế này là view đó, view đẹp đó. Thôi. View là ngon, chung là view ngon. Thỉnh thoảng nó có khoảnh khắc. Nó chỉ xảy ra tí. Chiều nay nó có cái chữ ấy là đẹp. À vâng. Nó bật được cái lấy cửa phòng này. Trưa nay người ta bảo nó mới mở đấy. À, và trưa nay rồi. Hôm nay mấy ông bảo là nếu như là kêu một lần nữa ở đây thì coi như là hót văn nhẹ. Thì là chú lại nhan. Cháu hôm nọ cháu quay shop ở Hữu Văn vất vả lắm. Nhưng mà cuối cùng văn nghệ cháu bỏ, cháu bảo là không có trong hợp đồng của cháu không làm. Đấy, khoảnh khắc cái này chú này đấy. Thỉnh thoảng nó lộ pha nữa chứ cơ. Cái máy người trực sẵn rồi. Giờ lên kia mỏ tay lắm. Vâng. Cháu vừa tôi định gọi chú nhưng mà thấy chú chạy vào đây thì... Cái máy này của chú có ở đây chú vét có mà toàn cảnh đến luôn. Đấy, toàn cảnh. Mỗi chỗ cần lấy nhiều quá nó xem nó nhảm rồi. Dạ. Mỗi những cái chỗ nào về chỗ nào phải dựng, dàn dựng lại hết. Cháu cũng phải dàn dựng chứ có phải là không đâu mà. Vâng. Cháu làm gọi là làm đi làm chơi nhưng mà cũng phải cẩn thận lắm. Đúng rồi, làm nó phải có dựng băng rồi phải có. Người ta chỉ cần xem là rung quá cái người ta chán người ta bỏ. Rồi. Là mình mất đi mất một view. Rồi. Chắc hai cái kiểu kia là ra đường người ta. Thứ hai là phải đăng nhanh cơ. Chú thì cứ giả file vào kia thì đơn giản. Không, đây là nó bắt chú hợp đồng là theo kiểu đấy 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 phải khác này đấy. Cơ bản nó còn lúc lấy được lúc xuống lúc lên. Cháu một mình cháu có đánh được hồi Hữu Văn một mình cháu làm được. Không nếu mà mình đông thì nó có nhiều góc quay. Vâng, cháu biết là thế rồi nhưng mà cái hôm đấy cháu bảo một người nữa làm nhưng mà người kia nó lại không lấy nó không quay. Thế là về có mỗi mình cái máy của cháu với cái máy bay thế mà vẫn thành hồi đấy. Ấy mặt nó nhăn này. Lặng như chú, trông này lặng lắm nhỉ. Kiệu gần hai tạ đấy. Còn này vất vả. Vâng. Đương nhiên là khổ hơn là năm trước là chú quay ở đây bọn này nó còn lên nhảy vào cái nhà nó chưa xây tường cao như thế này đâu. Vâng. Xây đó 2,5 mét mà kiệu rồi lên mà sâu nó đương nhiên một con nằm một cái này khóc. Cứ đứng yên ở trên đấy. Nguyên khóc như gì nữa. Sợ. Ờ. Đứng là mấy tiếng rồi. Cứ đứng yên đấy rồi. Cứ đứng yên đấy rồi. Và cái thay đổi nhau mà kiểu nó không được đặt xuống. Thế rồi. Thế thì vất vả lắm. Vất vả lắm con nào. Năm nay
là các bạn này còn mới này, còn trẻ hơn, còn học sinh hết. Còn 16 cái mày. Vâng. Nhưng mà ngài độ cho mới được chứ còn bình thường ra làm sao mà làm được. Cái máy này của cháu chạy đi theo kiểu kia nhưng mà nó rung lắm. Và mình cũng chả tại sao chống rung à? Nó có chống rung nhưng nó vẫn rung chứ. À đúng rồi, chạy thì là sao? Nó chống đến mức độ nào thôi? Nó chỉ chống đến mức độ nhất định của nó thôi. Thằng Sony nó bảo thủ lắm. Thế là nó làm nó độ led của nó cao cho nên nó không kiểu dạng thuật toán như cái bọn kia mà chống rung như kiểu GoPro tiếc thì nó chống rung thì kinh rồi. Sony là về máy quay là Sony là nhất. Còn nếu mà... nhưng mà nó thì nó làm được chứ nó bảo thủ lắm chứ ạ. Nó thằng Canon là máy ảnh thôi. Tất cả các cái hãng điện thoại đều dùng cảm biến của thằng Sony. Từ giờ đến tối nó trả xuống. Nhưng mà quay dài này thôi, nhưng mà về mình chỉ lấy cái khoảnh khắc của nó một tí. Cháu nói nếu mà làm đúng là góp nhá, một người chỉ quay đại diện kiệu thôi, còn một người là đi viết những các cái mặt khuôn mặt của khán giả, chứ là người ta xem người ta thích ở cái đấy. Máy là chứ còn lâu rồi cả kiểu quay nhiều quá người ta xem người ta nhàn mà chú chán nữa rồi mình quay này thôi sao bỏ nhiều và ai mà quay này mà xem. Có một ông kia của anh quay cả máy. Mấy kiểu kia vẫn chưa về. Kiểu kia nó cái kiểu đó. Đến các cái nhà đấy xong rồi hối kiệu của đấy thôi. Mình quay cũng chán. Cảm nhận quay quá. Con này nó không chịu được. Nặng, nó bị ghi nặng quá. Của nó thấp nhất là nặng nhất đấy. Đúng rồi. Mấy con này khỏe. Đây là đang có thằng vừa nó nhắn tin cho cháu à. Bảo là không biết là có gió không sang nhận gió kìa à. Lớn cái này này à, bác có làm bác cháu mình đi giao lưu công việc đi. À, bác có làm đi giao lưu công việc kiếm việc làm Tết đó. Làm nhiều lễ hội rồi. À thế à? Vâng. Làm mấy chục năm này rồi. Vâng. Nhưng mà cái mấy đứa nhỏ nhà tớ là không thích cái làm nghề này. Vâng. Không thích cái làm nghề khác. Làm nghề khác cũng dễ giàu hơn. Không, nghề này cũng hay. Nghề này nếu mà của bác mà nổi tiếng thì cũng nhanh giàu ấy. Tớ có cửa hàng ở Thanh Oai và hàng lớn đó. Bây giờ cháu già rồi, năm đó vui. Cháu thì vẫn phải đi nhận việc làm, đi hỏi việc suốt. Tớ bây giờ rồi ai mời thì làm. Nhưng mà đúng là nó phải xem thòm thèm thôi. Bác nhỉ, nó xem nó chỉ thòm thèm thôi. Nhưng mà những cái cần là phải có. Vâng. Ví dụ như là đi vào trong đèn kia là mình cũng có. Đèn cháu chưa kiếm được rõ là đúp rồi. Thứ hai là các cái cổng của nó trang trí đẹp. Các cái vâng, đang phải có. Phải có. Vâng, là ba cái quán ở kia là phải có hết. Phải có hình đúng không bác? Có hình và có đoạn trước.
Vâng. Đấy, thế thì bây giờ có ý nghĩa nhất là những cái đấy. Còn nếu mà không có cái đấy là cũng là nó kêu rồi. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà có thể thế cho nên là làm cái này cũng không phải là dễ dàng đâu. Nên anh thằng nó xem tinh đấy, nó bảo ôi ông làm nó chứ nhau rồi. Thế còn trên đường đi lấy quay thì cái chỗ đẹp mình quay mình lấy. Vâng. Chứ còn đúng rồi, quay linh tinh rồi cũng bỏ đi. Cả cái kiệu này nhiều người không thích xem đâu. Nhưng mà đi đến đoạn nào là phải có. Đấy. Không được thiếu. Nhưng mà này
Mình thì nó rung thôi, ở đấy nó chả giải quyết được cái gì, này phải cắt.
chưa được bị dốc. Đồng chí Phong bí thư chi bộ khi đồng chí chỉ có tăng mặt trận là có trưởng ban cáo với đồng chí lãnh đạo như vậy. Cáo với các cụ, các bác, các chú là hôm qua ngày hội thì anh em cháu được vào sáng thứ hai, các ban và đồng chí huyện thì này là buổi họp đầu tiên của đồng chí chủ tịch ủy ban dân huyện hơn sáng qua và ngày hội được. Chiều nay thì mới về kiểm tra các tổ chức lễ hội mai là tăng các công tác anh em thân thương về.
Thank you.
Về dự hội chúng ta không đứng trên sân khấu, kể cả lúc sân khấu không có rượu. We'll be right back.
cháu trong quân kiều Đức Thánh Hai, các cháu trong quân kiều tất cả chúng ta di chuyển vào phía sân đền trong. Thì ông phụ trách chống cổ kiều Đức Thánh cả cho các cháu quân kiều di chuyển vào phía sân đền trong. Phụ trách công tất cả cho các cháu di chuyển vào sân đình trong. Thank you.
mấy cái chỗ còn chả có đến mấy chữ đâu không ạ. Từ đâu là trước không còn quay bằng điện thoại à? Đấy ạ, à, quay bằng điện thoại ạ. Bây giờ quay bằng cái này. Các bạn biết là cái này nó đi nó bị ấy. Đấy. Nó cũng nhiều loại, nó giống như cái xe. À, nhiều loại lắm ạ. Nó giống như xe quay với xe hết. À đấy ạ. Nó kiểu như thế. Nó nhiều loại. Đấy. Nhưng mà nếu mà đông nhân sự ở chú ạ, ông này một đầu ở đây, ông kia đầu ra trên kia, cứ cũng chỉ ngồi đấy thôi, không phải làm cái gì cả. Đi qua thì qua, đi không thì thôi. Bốn người là ok. Hôm nay bốn người là có bốn người. Đúng rồi. Cái kiểu này sân khấu nó dài dạy nè. Trên sân khấu à? Đấy là tao tối nay. Thế may ra thì tối nay nó ấy được. Tối nay giao hết kia rồi. Bây giờ mình đi giao về kia rồi. Thôi đi. Vì là không được vào đây nữa rồi. Vâng.
đây coi chung là được. Mưa này. Hôm đấy là anh quay bằng điện thoại. Em vẫn nhớ rồi đấy. Quay bằng cái máy này vẫn. Được chưa vào đây là sướng. Được chưa vào tôi là sướng. Mưa to nhưng mà kiểu vẫn cứ đi nhá. Chỉ vì kiệu rước quá hay cho nên là các bác đã bị kẹt lại trời mưa. Con này đẹp nhỉ? Con này cổ nhưng mà đẹp. Cổ. Nhưng mà đẹp. Ờ, xấu. Thế đây trẻ đá tấn tới. Tại vì các anh em tôi trở nên bảo vệ thường xuyên bám sát chiều của mình. Các con sống khổ từ tất các trẻ thường xuyên bám sát chiều của mình. Cô Nhung làm là một công do cổ đẹp. Mặt thầm hố lắm. Kìa ô kìa. Trông mới đẹp. Kìa ô kìa Đức. Để đảm bảo cổ là di chuyển được tập trung. Tại vì các gia đình không sử dụng xe cho con kiểu. Để đảm bảo giao thông di chuyển. Tại vì các gia đình không sử dụng xe cho con kiểu. Chị Đức này. Đấy, vì bà con nhân dân chúng ta không đứng sát vào khu vực trồng bao của các hộ xung quanh khu vực quán thổ. Vì lúc ban tổ chức xin đề nghị ông Vũ Linh tổ chức công khẩu của Đức Công Mẫu, ông Nguyễn Văn Đáp tổ chức công khẩu của Đức Công Tả, ông Nguyễn Văn Toán tổ chức công khẩu của Đức Thắng Hai. Tổng người dân bám sát theo kiểu của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quốc Khánh 2 sẽ về đình và ngự. Và hôm nay buổi rước kiệu hôm nay cũng đã kết thúc. Mọi người thấy thú vị và hay thì nhớ là like nhé. Đấy, rất là đông du khách và cũng như là những người dân của làng vẫn tiếp tục đi xem hội. Mà trời thì bên ngoài đang mưa rất là to. Mưa rất là khủng khiếp mà. Buổi tối ở làng Hòa Xá nhìn trang trí rất là đẹp.